Đi. Nhanh. Anh Long, em biết là anh thích em, em cũng thích anh, đúng không anh Long? Anh Long à, em đã yêu anh từ lâu rồi, nhưng mà chỉ vì anh ba. Anh Long, em biết là anh cũng có tình cảm với em mà. Vậy tại sao chúng ta không thể sống cho riêng mình, mà tại sao cứ phải sống trong vòng kiểm soát của anh ba chứ? Muốn cái gì? Anh Long, em không muốn gì hết, em chỉ muốn là chúng ta sống hạnh phúc thôi. Anh nhìn em đi, anh nhìn em nè, em từng được anh ba yêu quý ra sao, nhưng mà một khi em đã không còn giá trị nữa, em cũng bị anh dứt bỏ như một con chó ghẻ vậy đó. Và anh cũng vậy thôi, anh đã ở bên ổng lâu như vậy, anh rất là hiểu ổng mà, đúng không? Anh đã thấy bao nhiêu người bị ổng dứt bỏ rồi mà, đúng không? Đúng không? Anh ba sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu. Chỉ là chưa tới lúc thôi anh à. Anh tỉnh táo lại giùm em đi. Để rồi một khi tới lúc anh cũng giống như em rồi, thì anh hối hận cũng đã muộn rồi. Chẳng lẽ anh muốn mãi mãi là một con chó săn sao? Người ta sai anh đi đâu thì anh đi đó, rồi tới khi nào hết tác dụng thì anh bị dứt bỏ hả? Anh Long, bỏ trốn cùng em đi anh. Hai chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên, tự do tự tại, không vướng bận sự đời. Nha anh. Nha anh Long. Nãy giờ mày nói hơi nhiều rồi đó. Đi. Mày muốn gì? Mày định đưa tao đi đâu? Đưa mày đi gặp thằng bộ của mày. Nhưng mà trước khi gặp nó, mày chịu khổ một chút nha.